Dù Shadow Mind có đang âm mưu gì hay không, thì cũng không có vị anh hùng nào sẽ bỏ qua cơ hội chứng minh bản thân trong những thử thách của giải đấu này. Ngoài ra, không có vị anh hùng nào nghĩ rằng sẽ có nhiều người tụ tập quanh cái gọi là hầm mộ bí mật ở nơi hoang vu lạnh lẽo như thế này. Shadow Mind và những câu hỏi hóc búa của hắn, ta tự hỏi tại sao hắn lại làm điều này. À, ta nghĩ ta sẽ phải chiến đấu thôi. Ta sẽ cho đám trẻ này thấy lý do tại sao họ từng gọi ta là Ngân Long. Từng kẻ địch một đã ngã xuống dưới tay anh hùng của chúng ta, nhưng đừng mừng vội. Một tên khờ nhanh nhẹn hơn đã xuất hiện từ trong những tên khờ vụng về này. Chết tiệt, là ngươi làm gãy mũi đồng bạn của ta. Xong đợi ngươi rồi, ngươi sẽ không thể đi xa hơn được nữa. Hãy nếm thử lưỡi đao của ta, tên rác rưởi kia. Tên cướp khát máu đang liếm hàm răng nửa vàng của mình như thể sắp chiến thắng. Anh hùng của chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Được lắm, tuy là người của ta không đánh bại được người vô địch của Shadow Mai, nhưng ngươi thì khác. Tốt hơn hết là ngươi nên chạy đi trong khi còn có thể, tên sâu bò. Người vô địch của Shadow Mai đi, nghe rất thú vị, hãy nói thêm cho ta biết. Anh hùng của chúng ta có nhiều câu hỏi, nhưng tên khốn bị đánh bại không còn trả lời được nữa. Chúng ta phải bỏ hắn lại, tự lẩm bẩm những điều vô nghĩa trong tuyết trắng, vì một đám đấu sĩ hung hãn đang lao tới từ phía sau.
Mặt trời ẩn mình phía sau chân trời, một bầu không khí nặng nề của năng lượng bóng tối hùng mạnh lẩn khuất trong không khí. Ha ha, ai tiếp? Úi, tên gia lòng khòm kia, đến đây, ta sẽ đánh bãi ham của ngươi ra ngoài. Không có thời gian để hoảng hồn đâu, cái xác đồ sộ được trang bị giáp nặng từ đầu đến chân sắp tấn công rồi. Đẹp mắt lắm ông già, tôi đánh xong trận hôm nay rồi,
chắc tôi sẽ đi ngủ vài ngày. Chiến binh bí ẩn mặc giáp trắng, Ironclad, là ngươi. Chưa bao giờ ta nghĩ ngươi sẽ là người vô địch của ta đâu, Mike. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Thì ông là gì? Chỉ là ta đang đi dạo thì những tên này xuất hiện, lẩm bẩm điều gì đó về hâm mộ và trí tuệ hắc ám. Ta quyết định cho chúng một trận, và chúng bắt đầu đánh lại. Thực ra thì hôm nay cũng không tệ. Và người vô địch ta đoán bây giờ là ngươi. Từ giờ ngươi sẽ chịu trách nhiệm, phải không? Xin chúc mừng. Và vậy là hắn biến mất trong màn đêm, bỏ lại vị anh hùng một mình với hầm mộ đã mở. Năng lượng bóng tối lan tỏa khắp trốn một cách đáng sợ. Anh hùng của chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải dấn thân vào những ẩn số.